Ok, hướng dẫn tạo kênh YouTube và tối ưu kênh. Mọi người vào cái đường link mình để ở đây này nha. Thì nó sẽ ra cái chỗ này cho mọi người tạo một cái kênh mới. Ví dụ bây giờ mình tạo một kênh mới luôn. Đây là blog làm đẹp. Mình tạo lại blog làm đẹp luôn được, không ảnh hưởng gì cả. Tạo. Ok, đây là xong cái kênh mới. Bây giờ mọi người bấm vào tùy chỉnh kênh này. Thì nó sẽ ra cái giao diện cũ. Ở đây thì mọi người bắt đầu thêm ảnh nghệ thuật cho kênh. Thêm ảnh bìa và ảnh đại diện. Để hiểu đơn giản như vậy. Chỉnh sửa ảnh kênh. Mình thêm ảnh đại diện trước nha. Lắp làm đẹp. Thì cái này nó sẽ không update liền, khoảng 2-3 ngày sau nó mới update. Mọi người cứ yên tâm là nó sẽ update, không sao hết. Ảnh bìa thì mọi người có hai cách, đó là lấy từ đây thư viện của YouTube có sẵn. Hoặc là mọi người có thể bằng cách là lên trang canva.com này. Đăng ký một tài khoản xong chọn YouTube Ad Channel này. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều ảnh mẫu cho mọi người chọn. Và mọi người design lại nha, design cái này thì chỉ cần kéo thả nó rất là đơn giản, kéo thả chỉnh sửa ảnh thôi. Ok, ở trong phạm vi video này mình sẽ không dẫn lại ảnh bìa nữa. Đầu mọi người sẽ chỉnh sửa mô tả kênh. Trong cái phần mô tả này thì mọi người nên nói cụ thể cái chủ đề của kênh mình nói về cái gì, ví dụ như là kênh các thông tin về ok bla 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 nha mọi người. Đây mọi người thêm tùy thích, biết bao nhiêu cũng được, và lưu ý là chỗ này phải có nè dẫn link về fanpage của mình, link về website. Ok, phải có hai cái link đó nha. Thêm cái là cái phần ảnh bìa này, ví dụ như mọi người có website, ở trong cái phạm vi khóa học này mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm có website riêng luôn, thì mọi người nên thiết kế có website trên này. Mình demo luôn cái kênh cũ của mình, giờ cũng không sợ mọi người spy nữa, kênh này mình bỏ rồi không làm nữa. Đây kênh này mình có website là bác sĩ 24.com và cái ảnh bìa mình sẽ để luôn. Đó là xong cái phần ảnh đại diện, ảnh bìa, mô tả. Tiếp theo nữa mọi người bấm vào nút cái bút ở trên ảnh bìa này. Em làm lại cái nha. Đây, chỉnh sửa liên kết. Mọi người chỉnh sửa lại cái địa điểm video của mình là Việt Nam. Nếu mọi người có email á thì nên thêm cái email ở đây nha. Ở dưới này mọi người chọn thêm nè, ở này đây là subscribe kênh của mình hoặc là theo dõi kênh, theo dõi kênh mình nhé, và đưa cái URL cái kênh mình vô. Thì cái URL kênh mình thì mọi người lấy bằng cách là channel này, tới đây tới trước cái about, copy dán vào đây. Mọi người qua cái video mình cái này mình để trong bài viết này, copy cái phần này vô nha, xóa cái dấu xuyệt rồi đi và paste cái đoạn đó vào. Để hoàn tất thì cái đoạn đó nó có tác dụng là mình sẽ demo này, ví dụ như đây mình bấm đây nha, nó sẽ là một cái pop up, nó tăng cái tỷ lệ subscribe kênh của mình lên. Ngoài ra thì mọi người thêm bấm một cái bút này, thêm website, mọi người thêm cái URL là website mình vào, ví dụ như kênh website mình là đây.
thì mọi người lên ảnh bìa mọi người sẽ thấy nè, đây là cái theo dõi kênh mình, nó sẽ nằm đây, cái website nào ở đây. À, mọi người có thể thêm fanpage và đưa cái đường link fanpage vào. Ok, đây mình sẽ demo cái hoàn tất cái link Facebook của mình. Rồi đây, nó sẽ hiện cái logo của Facebook nào ở đây. Sau phần tối ưu link thì mọi người bắt đầu đến tối ưu kênh bằng cách bấm vào trình quản lý video. Cái giao diện mới mọi người bấm lại về giao diện cũ nha, bấm vào Create Studio phiên bản cũ nha, nói chuyện với các bạn cũ. Đây là cái giao diện cũ, mọi người bấm vào kênh nè, và bước đầu tiên là xác minh. Mình nhập số điện thoại mình vào và nó gửi về mã về cho mình. Tiếp tục xác minh xong. Xác minh này giúp mình đăng được cái video dài hơn 15 phút, hoặc là mọi người muốn livestream phát trực tiếp nè thì nó sẽ cho mọi người phép. Tiếp theo mọi người ở cái phần kênh nè, mọi người bấm xuống chọn nâng cao. Ở đây chọn quốc gia nha. Từ khóa về kênh là ở cái video trước, cái bài học trước mình đã cho mọi người chọn cái từ khóa về kênh rồi. Mọi người copy toàn bộ cái từ khóa về kênh. Đây. Ném vào đây. Tiếp theo. Đây, trang web, nếu mọi người có trang web thì mọi người ném vào. Ở chỗ này thì mình đề xuất là mọi người tắt không hiển thị cái số lượt đăng ký và bấm lưu. Tiếp theo, xây dựng thương hiệu. Mọi người bấm vào thêm vân nước này. Chọn tệp. Lưu. Mình sẽ giải thích cái này luôn nha. Mình có làm xong mình sẽ giải thích. Chỗ này mọi người chọn là toàn bộ video và bấm cập nhật. Thì như mọi người thấy khi mà cái video này, đây là cái video nó phát, thì nó sẽ có cái giao diện nằm ở đây và nó sẽ nằm ở toàn bộ video. Khi người dùng bấm vào thì sẽ nhảy vào cái giao diện là đăng ký kênh. Ở chỗ này mình khuyên mọi người làm cái hình này là cái chữ kêu gọi mọi người đăng ký kênh mình thì nó sẽ tốt hơn, hoặc là để cái logo như mình được, không sao hết. Tiếp theo bấm vào mặc định cho video tải lên. Chọn danh mục nha. Không còn chính xác lắm đâu. Ở đây là gì nhỉ? Là hướng dẫn phong cách. Cái phần mô tả này, đó là nó mặc định cho tất cả các video tải lên. Mọi người ví dụ như mình để trong này, cái này đi, thì tất cả cái video tải lên nó đều có cái ký tự này ở trong cả. Thì ở đây mọi người nên có cái gì? Đó là cái link để mọi người đăng ký kênh. Link mọi người đăng ký kênh thì mọi người lấy bằng cách là copy hết cái đoạn này nè. Nhầm, đây là kênh khác rồi. Kênh kênh của mình đó nha, bấm vào kênh của tôi nè. Copy hết cái này. Sau đây thì nên thêm cái đoạn nữa, đoạn chấm hỏi sub này. Thế là sau này và copy hết. Mọi người vào trang bit.ly, rút gọn lại cho nó gọn gàng. Đây mọi người sửa lại thành lóc làm đẹp, nhìn cho nó đẹp. Sale copy ném đây, link đăng ký kênh nè, fanpage. Mọi người ném cái fanpage của mình vào đây nha. Ví dụ đây là cái fanpage luôn. Website. Tiếp đang là website.
Quay lại có 10 phút nó tắt mất rồi, ném cái website mình vào đây. Thì đây là cái đề xuất mọi người nên có ở trong cái video mình. Thì khi mà làm á, khi mà làm video mới thì mình sẽ không mất công mình gõ lại những cái này nữa, nó sẽ nằm mặc định ở đây rồi. Thêm những câu kêu gọi như là đăng ký kênh mình để theo dõi những cái video tiếp theo, kiểu như vậy. Thẻ này thì không cần, thẻ này là cái thẻ tag, thẻ tag cho video. Thì mỗi video có một thể tác khác nhau. Chọn ngữ video là tiếng Việt nha. Và chỗ này bấm lưu lại. Như vậy là xong cái phần tạo kênh và tối ưu kênh. Mình sẽ nói tổng quát nha. Làm ảnh đại diện, làm ảnh bìa, viết mô tả cho kênh, mô tả cụ thể gồm có kênh mình nói về chủ đề gì, ngoài ra thì có link fanpage, link website. Ở đây càng nhiều link càng tốt, những cái link social mà mình có. Tiếp theo đó là tối ưu cái phần liên kết cho kênh. Xong cái phần này thì bắt đầu mọi người qua phần này, làm ba cái phần nâng cao, xây dựng thương hiệu và mặc định cho video tải lên. Như vậy là xong cái phần tối ưu kênh rồi nha.